Chắc các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Kakowski EI Soft In nâng cấp lâu cuốn đến từ Jakarta. Các chiếc Kakowski EI Soft In là các chiếc nước bài hạng trung, thiết kế giản đơn, đạt đỉnh cao về khả năng ứng dụng, nhưng màn hình của nó là hơi khiêm tốn và ít được chú ý. Nhưng đến với đội ngũ tại Studio Moto thì cái chiếc EI Soft In đời hôm nay đã thay đổi một cách ngoạn mục. Cái mẫu EI Soft In cái đời là năm 2005, thuộc về một khách hàng đến từ Bandung ở Tây Java. Có một cái xưởng độ là Studio Moto ở Jakarta khoảng 150 km. Ông ta muốn thay đổi chiếc xe theo một phong cách chết thân hình đơn điệu. Studio Moto đã hoán đổi mặt trước của cái chiếc Kakowski EI Soft In với một cái bộ phục Holden hành trình ngược của một cái chiếc Ducati, được đánh giá khá phù hợp cho các bạn diện hôm nay. Tiếp đến là bộ phanh của Rainbow, phù hợp với các điểm mới đến từ Suzuka. Tiếp tục là những thay đổi như phục Holden mới phía sau, sau đó là bỏ bánh xe hợp kim 17F tiệt 17R của EI Soft In, thay đổi một cái vành cam 18F tiệt 17R đến từ TK Racing ở Nhật Bản, cùng với lớp xe thể thao Shinseiko E805. Studio Moto tiếp tục xây dựng một hệ thống ống xả bằng thép không rỉ 201 hay là mới, sau đó điều chỉnh nhiên liệu để hoạt động tốt hơn, và họ đã tạo hình kim loại với cái bình xăng hoàn toàn mới kết hợp với đuôi bằng nhôm, một cái yên đơn mới và kết thúc bằng một cái đèn hậu LED. Mọi thứ được gắn lên một cái khung con được chế tạo tùy chỉnh, pin và các chi tiết điện tử quan trọng đã được sắp xếp lại ở bên dưới đó. Thay cái của EI Soft In không phù hợp với kiểu dáng thiết kế mới nữa, vì vậy nó được thay đổi một cái rộng hơn. Những thay đổi khác bao gồm như cái phần tay mới, đèn tín hiệu và cụm phanh tí xin. Đối với cái màu sơn, Studio Moto cũng đã quyết định giữ mọi thứ đơn giản nhất. Họ yêu cầu Kinect Studio thực hiện cái gam màu sơn xám mờ đen với một vài cái màu sọc đen để thể hiện được cái hình bóng mới của em ấy. QS dọn một cái diện mạo cực kỳ đẹp khiến người chơi là phải bất ngờ. Tuy đã ra đời rất lâu nhưng cái dòng quay 110C vẫn được rất nhiều anh em chơi xe săn tìm, ứng dụng và nâng cấp rất nhiều mẫu độ khác nhau. Trong đó có cái dòng là QS 110 đến từ Honda Nam, có một lựa chọn rất thú vị. Bởi mẫu xe này sở hữu cho mình cái kiểu dáng khinh học thể thao cùng với những hệ như quay thái 110 cũ và càng dễ dàng hóa thân thành một cái chiếc xe độ đẹp mắt. Vẫn là một cái tâm màu xanh xi măng đang được cực kỳ yêu thích hiện nay. Đây được xem là một điểm nhấn rất quan trọng trên cái dòng sản phẩm của nhà Honda trong cái năm 2020. Được nhiều cái mẫu xe độ mô phỏng lại, cùng với đó là những cách phối màu sắc rất khác nhau để tạo nên cái sự khác biệt đặc trưng cho bộ bản đồ. Ở dòng chương mình, cái cụm tăng tốc CNC rút ngắn hành trình cho chiếc xe để mà nhanh hơn. Cái cặp cua hai bên là bằng chất liệu inox với cái độ nặng khoảng là 20. Cái độ nặng khoảng từ là 200 đến 400g, đối trọng cực kỳ tốt với phần kỳ đồng tay lái. Thay thắng CC Titan được thiết kế cái phần bản lề CC phù hợp hơn với cụm Dixit nguyên bản theo xe. Nhìn xuống cái dàn chân trước ta thấy một cố combo rất quen thuộc, EOS được bấm ngắt dầu CC, cố định vào con heo Dixit Thái hai bếp đối xứng, đi cùng với cái đĩa AA Racing kích thước 220 được bắt cho đụng trước thông qua cổng CC. Hộp che sên của chiếc quay độ được hai bằng lọt của này để lộ sên trên, để cái lộ sên trần ra bên ngoài vô cùng ấn tượng. Buộc sim cũng được thay thế bằng cây buộc QS bình dầu rời, đem lại khả năng kiểm soát lực phanh rất tốt khi mãi rất đâm khi đi độ cao theo bộ cua. Trên chân được phối lại rất nhiều chi tiết được chơi theo đúng phong cách của Thái Lan mà thường thấy trên các dòng lật quay độ 125 là Summit 125 của nước họ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Đừng quên nhấn like và subscribe.